Có khi có những cuộc tình mà mình ráng á, nó sẽ đứt cách không còn đẹp nữa, nó không còn để lại những hình ảnh đẹp, nó phải chịu đựng nhau quá nhiều, thêm ngày, thêm một giờ, thêm một ngày, thêm một tuần, là chất chứa thêm những cái mệt mỏi chán chường, ví dụ vậy đó. Và hơn nữa Bolero, đúng như em nói đó, ngay từ cái show Sài Gòn Bolero và Hưng đó, anh cũng đã tiên đoán được cái sự có mùi thoái trào của Bolero. Nó không rực rỡ như những năm đầu tiên, mọi người công nhận không? Đầu tiên là nhà nhà người người, tất cả game show đều dính đi Bolero hết, thần tượng Bolero, duyên dáng Bolero, solo Bolero, cái khỉ gì của Bolero hết đó. Cho nên là Hưng tự thấy mình đã đi ăn trước một cái bánh rất lớn như vậy rồi đó. Và bây giờ mình cố tình mình chịu đấm ăn xôi ăn dày thêm nữa, nó sẽ mất hay. Và con số 20 đó, anh chưa bao giờ thấy con số 20 nó đẹp cả. Dạ, 18, 19 nó có nhiều cái nên thơ của 18. 18 năm yêu nhau, 19 năm yêu nhau, 20 năm giống như là một sự chán chường, một sự vợ chồng ân ái rồi, ôi, chán phèo rồi, con cái đầy đầu ly dị là vừa đó. Còn 18, 19 năm nghe nó hay lắm em ạ. À, cho nên là chọn số nó dùng là như vậy. Còn đúng là những cái gì hay nhất, những bài kinh điển nhất, đại diện nhất của Bolero đã được trưng dụng và xài hết trơn rồi. Còn lại những bài hát gần như là không được cấp phép, nó hay nên không được cấp phép, cho nên là cũng khó thực hiện. Đấy, cho nên là nghĩ là còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu đó. Cho nên là dừng lại ở chỗ này đẹp nhất. Có thể 1, 2 năm nữa Hưng sẽ mở ra cái gì đó, Hưng cũng có thể công bố quay lại không chừng đó.